Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay cô sẽ tiến hành quay một số video bài tập về protein. Như vậy thì trước khi tìm hiểu về bài tập protein thì chúng ta phải nắm vững được cái lý thuyết của nó. Sau đó chúng ta tìm hiểu một số công thức, một số bài tập đơn giản mang tính chất vận dụng để chúng ta nhớ cái công thức. Và sau đó chúng ta sẽ làm một số bài tập nâng cao. Đầu tiên là chúng ta sẽ tóm tắt một xíu về lý thuyết trước để chúng ta nắm vững ở cái phần này. Thì chúng ta nhớ đây là một gen thì nó sẽ bao gồm hai mặt, bao gồm các cái nu ở hai mặt này sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro. Như vậy A liên kết với T là bằng 2 liên kết hydro, T liên kết với A là bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X là bằng 3 liên kết hydro, và ngược lại X liên kết với G cũng bằng 3 liên kết hydro. Thì ở đây chúng ta thấy nó có đầu từ 3 phẩy đến 5 phẩy, và đây là đầu từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Sang chương trình sinh học cấp 3 chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở phần này. Thì ở đây chúng ta thấy là trong hai mặt này sẽ có một mặt đường chọn là mặt gốc để tổng hợp nên phân tử ARN thông tin. Đây, phân tử ARN thông tin. Đây các em. Thì trong trường hợp này các bạn xác định cho cô xem thử là mặt nào nhỉ? Mặt 5 phẩy đến 3 phẩy hay mặt 3 phẩy đến 5 phẩy? Thì đây chúng ta thấy là dựa vào cấu trúc này thì chúng ta thấy đây chính là cái mặt gốc. Mặt có đầu từ 3 phẩy đến 5 phẩy là cái mặt gốc để tổng hợp nền phân tử ARN thông tin. Vì sao chúng ta biết được điều này? Bởi vì chúng ta thấy là T trên mặt gốc sẽ liên kết với A của môi trường tự do, rồi A trên mặt gốc sẽ liên kết với gì? U của môi trường tự do, và kết quả chúng ta hình thành được một phân tử ARN thông tin. Này chúng ta thấy đây. Và ở đây chúng ta thấy là cứ 3 nu ở trên ARN thông tin thì sẽ mã hóa một axit amin. Rồi axit amin đầu tiên sẽ liên kết với axit amin thứ nhất đây, axit amin thứ nhất này bằng một cái liên kết người ta gọi đây là liên kết peptide. Vì sao chúng ta để ý phần này? Bởi vì chúng ta sẽ có cái bài tập đó là chúng ta tính về cái số liên kết peptide. Như vậy axit amin thứ nhất sẽ liên kết với axit amin thứ hai bằng liên kết peptide. Ở đây chúng ta thấy cứ một bộ ba thì sẽ mã hóa một axit amin. Có một điều chúng ta lưu ý đó là cái bộ ba cuối cùng á, thì nó không có axit amin để mã hóa, và kết quả là chúng ta hình thành được một chuỗi polypeptide. Và khi chuỗi polypeptide này được hình thành á, thì đương nhiên thì cái axit amin mở đầu này nó cũng sẽ bị cắt ra khỏi cái chuỗi polypeptide, và nó hình thành nên một phân tử protein hoàn chỉnh. Để chúng ta chiếu cho chúng ta thấy được cái sơ đồ này để lát nữa sang cái phần công thức chúng ta dễ hình dung hơn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu sang về một số công thức trong cái phần bài tập tính protein nha. Rồi, đầu tiên đó là chúng ta có cái số bộ 3 mật mã. Như vậy số bộ 3 mật mã có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ 3 nu kế tiếp nhau trên cái mặt gốc của gen thì sẽ hợp thành một bộ ba mã gốc. Như vậy 3 nu kế tiếp của mặt ARN thông tin thì sẽ hợp thành một bộ ba mã sao. Vì vậy số ribonucleotide của phân tử ARN thông tin sẽ bằng với số nu ở trên mặt gốc. Cho nên số bộ ba mã gốc trên gen sẽ bằng với số bộ ba trong phân tử ARN thông tin. Mà số bộ ba thì sẽ trên mặt gốc thì bằng n chia 2. Mà cứ 3 nu thì chúng ta thấy là quy định một được xem là một bộ ba mã hóa, cho nên chúng ta tiếp tục chia 3. Thì đương nhiên là n chia 2 là chia 3, thì 3 này chúng ta nâng lên ở phần mẫu là bằng n chia cho 2 nhân 3 là n chia 6. Và nếu như chúng ta có số ribonucleotide thì bằng số nu trên phân tử ARN thông tin chia cho 3, được chưa nào? Tiếp theo, ở đây chúng ta có cái số bộ 3 có mã hóa axit amin, tức là axit amin nằm trong chuỗi polypeptide, thì đương nhiên nó sẽ bằng với số bộ 3 mật mã chúng ta vừa tìm hiểu ở trên này. Đây, trừ đi 1. Vì sao lại trừ đi 1? Bởi vì chúng ta thấy là ở cái bộ 3 mã kết thúc á, nó không có mã hóa axit amin. Như lúc nãy cái sơ đồ cô đã chiếu cho các bạn, quay cho các bạn xem rồi đấy. Cho nên chúng ta phải trừ đi 1. Tiếp theo đó là chúng ta tìm về cái số axit amin của phân tử protein, hay còn gọi là số axit amin trong phân tử protein hoàn chỉnh. Thì đương nhiên nó sẽ bằng với số axit amin trong phân tử protein hoàn chỉnh là bằng với gì? Số bộ ba mã hóa axit amin. Đây, trừ 1. Nhưng chúng ta lại tiếp tục trừ đi 1 nữa. Vì sao? Vì axit amin mở đầu sẽ bị cắt khỏi cái chuỗi protein hoàn chỉnh. khỏi phân tử protein hoàn chỉnh. Cho nên thay vì là n/6 trừ đi 1 trừ tiếp 1 nữa, có nghĩa là n/6 trừ 2. Tương tự bằng n của ARN thông tin chia cho 3 và trừ đi 2. Chúng ta tìm hiểu sang một cái công thức nữa về cái số liên kết peptide, sau đó chúng ta làm một cái bài tập ví dụ cho phần này nha. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính cái số liên kết peptide. Thì ở đây chúng ta thấy á, cái số liên kết peptide được hình thành sẽ bằng với số phân tử nước được tạo ra. Như vậy thì ở đây cái số liên kết peptide sẽ bằng m trừ đi 1. Như vậy m là gì? M là số axit amin của chuỗi polypeptide. Như vậy chúng ta thấy là 2 axit amin thì nối với nhau bằng 1 liên kết peptide. Như vậy 3 axit amin thì sẽ liên kết với nhau bằng gì? 2 liên kết peptide. Như vậy nếu như có m axit amin trong cái chuỗi liên kết peptide này thì số liên kết peptide được hình thành sẽ bằng m trừ đi 1, bởi vì nó là mặt thẳng. Có nghĩa là cái axit amin đầu tiên nó không có liên kết với axit amin cuối cùng, cho nên chúng ta phải trừ đi 1. Bây giờ chúng ta làm một cái bài tập để chúng ta nhớ các cái công thức này nha. Chúng ta có ví dụ đầu tiên, một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh. Chúng ta nhớ để ý nha, nếu người ta không nói từ hoàn chỉnh và người ta nói từ hoàn chỉnh là chúng ta thấy này, công thức nó sử dụng là khác nhau. Có 248 axit amin. Câu A, xác định số bộ 3 trên ARN thông tin. Câu B là xác định số nu trên gen quy định để tổng hợp protein đó. Và câu C là xác định số liên kết peptide có trong chuỗi polypeptide đó. Thì bây giờ chúng ta tiến hành giải như sau. Thứ nhất, đây là cái dữ kiện đề bài đã cho, đó là một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh có 248 axit amin, đúng chưa? Để cô kê cái điện thoại cao lên một tí nha. Thì bây giờ chúng ta tiến hành giải như sau. Thì đầu tiên chúng ta phải nêu được này, đó là gì này? Theo đề bài ta có điều gì hả các em? Thứ nhất đó là gì đây? Số axit amin trong phân tử polypeptide hoàn chỉnh. Mà muốn trong số axit amin của phân tử protein hay còn gọi là chuỗi polypeptide hoàn chỉnh, tức là bằng n của phân tử ARN chia cho 3, hay còn gọi đây là chính là gì? Số bộ 3 trên phân tử ARN thông tin. Và chúng ta sẽ trừ đi 2. Trừ đi 2 là vì sao? Vì một cái bộ 3 cuối cùng là không có mã hóa axit amin. Và trừ thêm 1 nữa, đó là cái polypeptide hoàn chỉnh này nó đã bị cắt đi cái axit amin đầu tiên, cho nên ở đây chúng ta trừ đi 2 thì bằng với cái kết quả mà đề bài đã cho, đó là 248. Đấy, cho nên chúng ta có là số, chúng ta làm luôn bộ 3 trên ARN thông tin, tức là n của ARN thông tin chia cho 3 thì bằng 248 cộng 2, tức là bằng 250 bộ 3. Đấy. Như vậy là chúng ta đã giải xong được cái câu A, rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chuyển sang câu B. Câu B là xác định số nu trên gen quy định để tổng hợp nên protein đó. Thì đương nhiên muốn xác định được số nu trên gen tổng hợp thì ở bài này chúng ta phải xác định được cái số nu trên ARN, sau đó số nu trên ARN này nhân 2 thì sẽ ra số nu của gen, đúng chưa? Chúng ta dựa vào này, đúng chưa? Dựa vào câu A để chúng ta tính. Như vậy ở câu B chúng ta thấy là số nu của ARN thông tin, thì chúng ta thấy là n của ARN thông tin thì sẽ bằng gì? Số bộ 3 này chúng ta nhân cho 3 bằng 250, chúng ta nhân cho 3. Đấy là bằng 750, không cần phải tính đúng không? Bằng 750 nu. mà n của gen thì bằng n của ARN nhân cho 2. Bởi vì n của ARN chính là số nu của bằng số nu trên mạch gốc một mạch. Cho nên muốn tính số n của gen thì bằng cái này nhân 2 là bằng 750. Chúng ta nhân cho 2 thì đương nhiên là bằng 1500 nha. Đấy. Nu. Như vậy là chúng ta đã giải xong câu B. Chúng ta tìm hiểu sang câu C nha. Câu C là xác định số liên kết peptide có trong chuỗi polypeptide đó. Như vậy ở phần này câu C chúng ta tính này đó là số liên kết peptide. Thì chúng ta thấy là số liên kết peptide thì đương nhiên chỉ bằng số axit amin trừ đi 1 bởi vì nó là mặt thẳng. Cứ 2 axit amin thì liên kết với nhau bằng 1 liên kết peptide. Như vậy có M axit amin thì số liên kết peptide chỉ bằng số M trừ đi 1 là bằng 248 trừ đi 1, tức là bằng 247 liên kết. Như vậy là chúng ta làm xong câu C, đơn giản phải không các em? Rồi, nếu như mà cô hướng dẫn các bạn dàn tiếp theo thì thời gian nó quá dài, chúng ta xem một video mà với thời gian quá dài thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi, nó không muốn học nữa, đúng không? Cho nên là ở cái video này cô sẽ chỉ hướng dẫn công thức và làm một ví dụ thôi. Sang cái video tiếp theo cô lại tiếp tục hướng dẫn cho các em các công thức và làm ví dụ tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo. Chúc các em học tốt.